Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Way Anime. Chắc hẳn ai khi xem phim đều gặp phải một vấn đề chung, đó chính là nhớ tên nhân vật đúng không nào? Đây là một việc rất là khó bởi vì hầu như các nhân vật trong phim đều xem nhau, hoặc là trong một bộ phim có quá nhiều nhân vật khiến chúng ta không thể nào nhớ được. Tớ cũng không ngoại lệ, khi tớ xem phim Lớp học ám sát Assassination Classroom, tớ đã phải rất vất vả để có thể nhớ mặt từng nhân vật và đặc điểm của họ vì số lượng thành viên quá nhiều. Video ngày hôm nay của chúng ta đó là tổng hợp tất cả các thành viên trong lớp E cho các bạn nào chưa biết nhé. Lưu ý, bài viết mang tính chất tổng hợp các thành viên nên tớ sẽ không nêu quá cụ thể về bất kỳ nhân vật nào. Trong phim vì có một số nhân vật quá ít thông tin nên tớ sẽ chỉ đọc lướt qua mà thôi. Tớ sẽ nêu lần lượt từng nhân vật theo số thứ tự của họ trong lớp E. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Let's go! Một. Akabane Kama. Thành viên đầu tiên là một người đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta, một anh chàng đã từng được các chị em nhận làm chồng trong suốt một khoảng thời gian dài. Kama trước khi vào lớp E đã từng là một học sinh có tài nhưng lại rất ưa bạo lực. Cậu và Nagisa đã quen biết với nhau từ trước khi vào lớp E. Nagisa cho biết thì Kama là một người rất giỏi chơi khăm và rất có tài cho việc đánh đấm. Kama đã từng bị đình chỉ học vì đánh nhau với một đàn anh khi anh ta đang bắt nạt một học sinh khác vì anh ta đến từ lớp E. Cậu đã bị giáo viên trách mắng và nói hành động của cậu là ngu xuẩn. Em đã làm bị thương một học sinh có tương lai sáng lạng, học giỏi 3 năm liền để bảo vệ một tên phế thải đến từ lớp E. Những câu nói đó đã giết chết hình ảnh giáo viên trong mắt cậu. Sau khi bị đình chỉ học, cậu được điều xuống lớp E như một sự trừng phạt. Kama có một mái tóc màu đỏ tươi với đôi mắt màu vàng cam cùng làn da nhợt nhạt. Thân hình của cậu khá mảnh khảnh nhưng cậu lại có sức khỏe vô cùng tốt. Tính cách của Kama như tớ đã nói ở trên, cậu là một người rất ưa bạo lực và hay giải quyết vấn đề bằng nắm đấm nên thường hay tự chuốc phiền phức vào người. Kama có khả năng tiếp thu kiến thức rất cao nên cậu thường hay tự mãn vì khả năng của mình. Ví dụ điển hình của việc này đó là vào kỳ thi học kỳ 1, cậu đã tự mãn và không tập trung hết sức vào việc học và nói mình sẽ giành hạng nhất một cách dễ dàng. Cuối cùng thì hạng của cậu lại thấp lè tè và còn bị Koro Sensei chọc tức nữa. 2. Isogai Yuma, lớp trưởng. Là lớp trưởng của lớp E, cậu là người có tố chất lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong lớp E, có thể nói Yuma là người cần cù chịu khó nhất. Gia cảnh của cậu có phần khó khăn hơn rất nhiều so với các thành viên trong lớp E. Cha cậu mất từ lúc cậu lên sơ trung, để lại mẹ cậu cùng hai đứa em. Mẹ của cậu vì sức khỏe yếu, không thể đi làm được, cậu phải gồng mình để có thể nuôi cả gia đình. Tuy vậy, những thành tích của cậu ở trường vẫn rất ổn định. Ông trời rất thương người chịu khó, cậu được ban tặng một vẻ ngoài khá điển trai và tài ăn nói khéo léo. Cậu dễ dàng gây được cảm tình của mọi người ở chỗ làm thêm. Và một lần cậu bị các học sinh khác bắt gặp khi đang đi làm thêm và họ đã báo cáo lại với nhà trường. Vì chính sách của trường Gunugi Gaoka không cho phép học sinh đi làm thêm, cậu đã bị đưa xuống lớp E vì việc làm của mình. Dù vậy, nhưng cậu vẫn tiếp tục công việc để chăm lo cho gia đình của mình. Yuma là một chàng trai rất hoàn hảo và hầu như không hề có khuyết điểm. Cậu có tố chất lãnh đạo, có thể nhìn ra được tất cả điểm mạnh và yếu của từng thành viên lớp E và giúp họ phát huy điều đó. Yuma rất khiêm tốn và hòa đồng với mọi người xung quanh. Hầu như tất cả thành viên lớp E đều yêu quý cậu. Ngoại hình của Yuma thì tớ chỉ có vài từ để nói thôi, rằng đây chắc chắn là chồng của các chị em rồi. 3. Okajima Taiga. Taiga là một mẫu học sinh điển hình trong anime vì cậu có sở thích nhìn trộm các học sinh khác. Cậu có mái tóc ngắn màu đen, có một vết cắt và lông mày dày hơn so với các sinh viên khác. 7 năm sau khi tốt nghiệp, mái tóc của cậu đã dài ra hơn một chút. Taiga rất có tài cho việc nhiếp ảnh. Cậu thường dùng khả năng này để săn ảnh trộm các cô gái trong lớp E. Trong ám sát thì khả năng của cậu thường được dùng để theo dõi đối tượng và mục tiêu của mình. 4. Okano Hinata. Hinata là một cô gái rất năng động và có ngoại hình khá tương đối. Từ khi còn ở cơ sở chính, cô thường rất hăng hái tham gia các hoạt động của các câu lạc bộ. Cô rất hứng thú khi tham gia các chương trình thể thao và thường hoạt động hết mình vì nó. Vì dành quá nhiều thời gian tham gia các câu lạc bộ đã khiến điểm số của Hinata tuột dốc và bị đưa xuống lớp E. Hinata có mái tóc nâu ngắn và đôi mắt nâu trong manga và màu tím nhạt trong anime. Tóc của cô ấy ngắn nhất trong số tất cả các cô gái trong lớp E. Trong lần đầu tiên xuất hiện, Okano thường tỏ ra nghiêm túc. Khi bộ phim tiếp tục, cô được mô tả như một người hành động trước khi suy nghĩ. Megu nói rằng Hinata là một người trung thực nhưng lại rất bướng bỉnh khi cô ấy tức giận. 5. Okuda Manami. Manami là một cô gái khá dễ thương và có phần hơi nhút nhát trong lớp E. Kiến thức hóa học của cô thật sự rất ấn tượng, nhưng với những môn khác thì Manami lại rất yếu. Chính vì thế mà cô đã bị đẩy xuống lớp E. Với kiến thức hóa học của mình, Manami đã chế ra rất nhiều thuốc độc để giết Koro Sensei. Nhưng thay vì bỏ độc vào thức ăn của thầy, cô bé đã tới trước mặt Koro Sensei và nói
đây là thuốc độc em mới làm, xin thầy hãy uống nó một cách tỉnh bơ. Có thể nói, Manami là một người khá ngây thơ và tốt bụng. Manami có mái tóc đen, đôi khi có tông màu tía, được tạo kiểu thành hai bím tóc song song dưới vai và đôi mắt nâu, màu tím đậm trong anime. Cô đeo kính và có gọng nhỏ nhắn hơn hầu hết các cô gái trong lớp 3E. Okuda là một cô gái hơi nhút nhát và tính cách khá hướng nội. Khả năng giao tiếp của cô rất kém, điều này khiến cô khá cô đơn. Mặc dù hướng nội, Okuda là một cô gái ngọt ngào và rất quyết đoán. Cô hy vọng mình có thể giúp đỡ cho các bạn cùng lớp. Sau khi gặp Koro-sensei, Okuda thay đổi thành một người cởi mở hơn rất nhiều so với trước kia. Kataoka Megu. Megu là một cô gái rất có tài năng cho các bộ môn điền kinh, đặc biệt là bơi lội. Khi còn ở trụ sở chính của trường Kunugi Gaoka, thành tích học tập của Megu đã rất yếu. Điểm nổi bật duy nhất của cô chính là khả năng bơi lội của mình. Cô là một vận động viên vô cùng xuất sắc, nhưng vì không thể cải thiện được thành tích học tập của mình, cô đã bị đưa xuống lớp E và không thể tiếp tục bơi lội nữa. Megu có mái tóc dài màu nâu nhạt, được buộc kiểu đuôi ngựa với phần tóc mái thẳng. Cô được Nagisa mô tả là bảnh bao. Và theo đánh giá thời trang của Irina về các học sinh, Megu cũng có vóc dáng và tạo hình của một người mẫu. Điều này kết hợp với tính cách và tài năng của cô đã mang lại cho cô danh hiệu Ike Megu. Megu là một người rất tốt bụng và có khả năng lãnh đạo rất tốt. Cô có khả năng xử lý tình huống và độ lý trí rất cao. Hầu như Megu không bao giờ trở nên lúng túng trước bất kỳ trường hợp nào. Vì những điều đó nên Megu luôn lo lắng về việc mình không đủ nữ tính. 7. Kayano Kaede. Khác với hầu hết tất cả mọi người trong lớp E, Kayano Kaede và lớp E không phải vì thành tích học tập mà là để trả thù Koro-sensei. Tên thật của cô là Yukimura Akari, cô là em gái của Yukimura Aguri, chị gái của cô giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp E và là người tiến hành theo dõi cho Koro-sensei trong khoảng thời gian thí nghiệm. Chị ấy và Koro-sensei đã nảy sinh tình cảm với nhau. Vào đêm trung tâm thí nghiệm xảy ra sự cố, Akari đã ở đó và chứng kiến cảnh tượng Koro-sensei ôm Aguri trong tay. Cô đã hiểu lầm chính thể ấy đã giết chị mình và hạ quyết tâm phải giết bằng được Koro-sensei. Akari đã lấy những lọ chứa hạt giống xúc tua và kế chúng vào người. Nhờ vào một tờ cư trú giả và một cái tên nhân vật phụ cô đã đóng trước đó trong một bộ phim truyền hình, Akari đã đổi tên thành Kayano Kaede và đăng ký nhập học vào trường Kunugi Gaoka. Với tài năng diễn xuất của mình, Kayano đã dễ dàng biến mình thành một con người hoàn toàn khác, một nhân vật phụ trong lớp học để thực hiện kế hoạch của mình. Về tính cách, Kayano là một người rất vui vẻ, năng động và hòa nhập với mọi người. Cô ấy chơi với tất cả mọi người trong lớp nhưng không thân với bất kỳ ai. Đây là một ưu thế giúp cô ấy có thể dễ dàng hòa nhập vào bất kỳ nhóm nào trong lớp. Ngoài ra, Kayano là một người rất quyết đoán. Khi đã hạ quyết tâm làm điều gì, cô sẽ thực hiện nó cho tới cùng. Ngoài tài năng diễn xuất như chúng ta đã được biết, cô còn có khả năng chịu đựng rất cao khi có thể duy trì các xúc tua mà không cần bảo dưỡng. Dù việc đó sẽ gây đau đớn khủng khiếp, nhưng Kayano lại không hề có chút biểu cảm đau đớn nào. Kaede là một cô gái với tầm vóc nhỏ nhắn. Cô có đôi mắt màu nâu đỏ và mái tóc màu xanh lá cây nhạt, được tạo kiểu độc đáo trông như tay mèo. Cô có một biệt danh cho ngoại hình của mình là mãi phẳng, ám chỉ cô không có bộ ngực đáng chú ý như những nữ sinh khác trong lớp. Trước khi vào lớp E, màu tóc của Kayano là màu đen. Sau khi tốt nghiệp, cô đã để lại kiểu tóc ấy. 8. Kanzaki Yukiko. Yukiko xuất thân từ một gia đình có địa vị xã hội và khá nghiêm khắc. Cô bị cha mẹ mình bó buộc bởi những kỳ vọng họ muốn được nhìn thấy từ cô. Cha Yukiko muốn cô ấy trở thành một phụ nữ lý tưởng theo chuẩn mực của xã hội. Áp lực trước những điều đó, Yukiko đã nổi loạn và bỏ bê việc học. Cô thường hay lui tới các khu vui chơi giải trí, thay đổi phong cách ăn mặc. Điểm số của Yukiko nhanh chóng tuột dốc và cô bị đưa xuống lớp E. Cô rất có tài trong bộ môn Nhật ngữ và bộ môn văn học nhưng lại yếu trong những môn khác, đặc biệt là môn toán. Yukiko là một người có ngoại hình rất đẹp. Đa số tất cả các bạn nam trong lớp E và đặc biệt là Ren Sakakibara đều có cảm tình và thích Yukiko vì nét đẹp và tính cách của cô ấy. Yukiko có một mái tóc đen và đôi mắt màu nâu nhạt làm nổi bật gương mặt của cô. Dù là nhân vật phụ nhưng Yukiko lại để lại ấn tượng rất tốt trong lòng người xem. Tính cách của Yukiko theo tờ đánh giá thì cô ấy rất tốt bụng và điềm tĩnh. Yukiko có phong thái lịch lãm và nét đẹp của một thiếu nữ thực thụ, hiếm có thành viên nào trong lớp E có được. Tuy vậy, nhưng cô cũng rất mạnh mẽ và không ngại đứng lên bảo vệ bản thân và những người cô yêu quý. 9. Kumura Masayoshi. Masayoshi là một cậu bé xuất thân từ gia đình có cha mẹ là cảnh sát. Masayoshi thường hay bị các bạn bè trong lớp trêu chọc vì cái tên đó của cậu. Cha mẹ đã đặt tên cậu là Masayoshi. Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là pháp luật.
và đương nhiên cậu không thích cái tên đó chút nào. Masayoshi có khả năng chạy rất nhanh, theo như đánh giá thì tốc độ chạy của cậu nhanh nhất trong tất cả các thành viên lớp E. Masayoshi có mái tóc màu xanh lá cây, màu nâu sẫm mọc lên ở nhiều lằn gợn, kết thúc bằng đầu hình tam giác và đôi mắt đen. Trong các cuộc ám sát thì Masayoshi tỏ ra khá hăng hái vì mục đích đạt được 10 tỷ yên. 10. Kurahashi Hinano. Hinano là một cô gái không mấy nổi bật trong lớp E. Cô có một nụ cười tỏa nắng và rất giỏi trong việc giao tiếp với người khác. Hinano rất năng động và rất thích nói chuyện và vui đùa với mọi người xung quanh. Cô rất có tài trong việc sử dụng dao để ám sát. Hinano rất giỏi môn sinh học và rất yêu thương động vật. Cô còn rất giỏi trong việc kiếm tiền. Ví dụ điển hình đó là sau khi tốt nghiệp ra trường, Hinano đã tận dụng phía sau ngọn núi của lớp E để tổ chức những hoạt động cho thiếu nhi tham quan khám phá và được trả tiền bởi cha mẹ chúng. Kurahashi có mái tóc ngắn màu cam lợn sóng và đôi mắt màu lâu ô lưu, màu xanh lá cây Peridot trong anime. Cô có dáng người nhỏ nhắn hơn hầu hết các cô gái khác trong lớp 3E. Vậy là chúng ta đã điểm qua đủ 10 cái tên trong lớp E. Ở video tiếp theo, tớ sẽ nêu 18 thành viên còn lại. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi những video sắp tới của Way to Way Anime nha. Cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video này. Hẹn gặp lại các cậu ở video tiếp theo của lớp học ám sát nhé. Way to Weird out.